ơi, em gửi chị báo cáo 6 tháng đầu năm. Ừ. Còn đây là toàn bộ hợp đồng với bên đối tác, chị xem với em đi. Ừ, cảm ơn em. Buổi hẹn chiều nay em chuẩn bị ổn cả rồi chứ? Dạ xong hết rồi chị ạ. Nhưng mà bên đối tác họ vừa báo với mình là có sự thay đổi ạ. Thế à? Giám đốc mới của họ sẽ tiếp quản dự án này. Mà em nghe nói là người này từ nước ngoài về, khá là khó tính. Em sợ là sẽ bất lợi cho bên mình đấy chị ạ. Vấn đề này chị cũng có nghe qua rồi. Nhưng mà hợp đồng lần này rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty, nên chị em mình cố gắng bằng mọi giá nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Ôi chị ơi, đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Thư ký vừa báo với em là đối tác đến rồi đấy ạ. Thế à? Thì là cuộc họp kín nên em xin phép ra ngoài chị nhé. Ok. Cảm ơn. Anh sao lại là anh? Anh về nước rồi à? Công nhân trái đất này tròn thật. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc Ngô Hưng. Đến đây để bàn bạc về việc ký kết hợp đồng. Anh hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác vui vẻ. Tôi đang rất bận, thế nên là chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tôi không hiểu cô và đại diện của cô bàn bạc về hợp đồng như thế nào. Chúng tôi nghĩ hợp đồng này cần phải làm lại. Sao? Tại sao lại có thể như thế được ạ? Bây giờ thời gian rất gấp rồi. Anh làm như vậy khác gì làm khó bên em. Em biết là anh hận em, nhưng đây là công việc, anh đừng làm như vậy. Hận cô á? Cô nghĩ với loại con gái vừa ham tiền vừa phản bội như cô, xứng đáng thì tôi hận à? Chuyện ngày đó là do em sai. Em đã được thông báo từ phòng nhân sự rồi ạ. Dạ vâng. Em rất cảm ơn anh vì đã ưu ái em để đưa em sang nước ngoài đào tạo. Nhưng mà làm cái gì đấy? Bọn tao. Tại sao em lại cầm tay nó? Đúng. Như mày đã nhìn thấy thì tao cũng chả giấu mày làm gì nữa. Bọn tao đang yêu nhau đấy. Mày nói cái gì cơ? Mày nói cái gì? Mày là bạn thân nhất của tao, mà bây giờ mày cướp người yêu của tao à? Anh buông tay ra đi. Anh Lâm không có lỗi gì hết, lỗi là do em. Em có tình cảm với anh Lâm chưa? Em nói cái gì cơ? Em nói anh không nghe rõ à? Em yêu anh, nhưng em chọn anh Lâm. Bởi vì anh ấy không nghèo khổ, không lương ba cộng ba đồng như anh. Đừng nói đến nhà cửa, đến một cái xe tử tế để mà đi anh còn không có. Anh thử nhìn lại xem, bao nhiêu năm qua em bên anh chịu khổ vẫn chưa đủ à? Mỗi lần đi bên anh, em chỉ muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống vì khỏi xấu hổ, anh hiểu không? Cô ấy nói đúng đấy. Cô ấy không thể nào bên một thằng nghèo hèn như mày được. Tình yêu mà không có tiền chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Đi em. Chuyện ngày đó là do em sai. Nếu như anh không thể tha thứ cho em thì anh có thể trả thù, nhưng không phải bằng công việc. Nó ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của rất nhiều người, anh có hiểu không? Trả thù? Cô không xứng đáng. Ok, quay lại công việc. Tôi đã báo với trợ lý những gì cần sửa đổi. Xong thì đến văn phòng tôi.
Như yêu cầu, hợp đồng tôi đã sửa xong và mang đến rồi đây. Đúng ý anh rồi chứ? Ra nước đi. Anh nên nhớ, tôi không phải là nhân viên của anh. Tôi tưởng là cô chỉ cần có tiền thôi thì việc gì cũng làm cơ mà. Anh đừng có sỉ nhục người khác. Nếu như muốn mượn công việc để trả thù tôi thì anh không cần tốn thời gian như vậy đâu. Vạ. Thằng Trọng bây giờ ấy không còn như ngày xưa đâu. Khi tôi chưa đồng ý thì cô cấm có được đi. Tôi không nghĩ rằng anh lại tồi tệ như thế đâu. Ngày đó tôi bỏ anh là đáng lắm. Cô nói cái gì? Đáng à? Đáng à? Cô không có đủ tư cách để đứng trước mặt tôi. Và tôi không muốn làm việc với cô. Kìa, Lê. Em không sao chứ? Mày làm gì thế? Hả? Mày điên rồi à? Lâu lắm không gặp. Khỏe không? À, nhận cưới cả. Chúc mừng đôi gian phu dâm phụ. Mày nói cái gì? Lâm, hả? Lâm. Mày nói cái gì? Đúng là tao đã kết hôn, nhưng không phải là với Lê. 7 năm qua cô ấy luôn chờ mày. Mày không hiểu à? Anh Lâm đừng nói nữa. Chuyện gì đã qua cho qua luôn đi. Chuyện gì đã qua sao? Đã qua rồi xem còn chờ nó hả? Để rồi sao? Để rồi khi trở về nó làm gì với em hả? Chuyện đã đến mức này, tao cũng không giấu mày làm gì nữa. Anh Lâm, chuyện ngày xưa chỉ là do bọn tao đóng kịch mà thôi. Lê, thế này là thế nào? Ê, sao đấy? Anh ngồi thẫn thờ đây này. Trọng đâu? Sao? Cãi nhau à? Không, chỉ là... Là sao? Là búng mãi thế? Anh Lâm này, anh biết chuyện anh Trọng được bổ nhiệm đi nước ngoài để đào tạo không? Anh có nghe nói, nhưng mà tưởng nó từ chối rồi mà. Anh Trọng anh ấy từ chối, nhưng có phải là vì em không hả anh? Anh chả biết nữa. Thôi, mình còn trẻ mà, suy nghĩ nhiều làm gì. Nó chỉ được chọn một là tình yêu, hai là sự nghiệp. Mà anh thấy thằng Trọng lớn rồi mà. Nó biết là chọn cái gì em ạ? Em hiểu, nhưng mà đó là ước mơ lớn nhất của anh Trọng. Chính vì thế, em không muốn là gánh nặng cản trở sự nghiệp của anh ấy. Thì... Anh Lâm này, anh giúp em một chuyện được không? Chuyện gì? Nha. Mấy năm qua, cô ấy chấp nhận bị mọi người điều tiêu, chấp nhận bị mày hận, chấp nhận bị mày sỉ nhục. Thế cô ấy đổi lại cái gì? Cô ấy đổi lại cái gì? Đừng nói nữa. Mày có biết, mấy năm qua, cô ấy vẫn đợi mày từng ngày không? Hả? Lê, là thật sao? Tại sao? Bao nhiêu năm qua em lại giấu anh? Em có biết là anh nhớ em như thế nào không? Anh xin lỗi. Bảo Lê, tha lỗi cho anh nhé.